Vừa rồi chúng ta vừa trao đổi về khái niệm tầng thứ của các đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái khái niệm khác nữa là sắp xếp gióng hàng các đối tượng. Thế thì trong cái quá trình mà làm việc thì nhìn một cái thiết kế phức tạp thì nó sẽ thành phức tạp, nhìn nó đơn giản thì nó sẽ thành đơn giản. Đấy. Nếu mà nhìn một cách đơn giản, quá trình thiết kế là gì? Là sắp xếp làm việc với các cái đối tượng đơn giản, sau đó thì sắp nó lại thành các tổ hợp phức tạp hơn, nhiều tổ hợp phức tạp sắp lại với nhau thì thành thứ phức tạp hơn nữa, và nhiều cái phức tạp như thế cuối cùng sẽ tạo thành một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Đấy, và bản chất nếu mà nói hôm nay thì cuối cùng chúng ta thấy là thiết kế có nghĩa là sắp xếp các đối tượng lại với nhau. Đấy, và cái thao tác gióng hàng lúc thì thẳng phải, lúc thẳng trái, lúc thẳng giữa, vân vân, thì đấy là những thao tác mà chúng ta làm rất là nhiều. Thế thì để mà gióng hàng các đối tượng thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta tạm thời để 3 đối tượng thôi, và chúng ta sẽ sắp xếp nó vào với các cái vị trí như thế này. Ví dụ như thế này. Thế thì để sắp xếp các đối tượng thì trước hết là chúng ta cần phải chọn các đối tượng đã. Một đối tượng thì không có cái khái niệm là, hầu như là sẽ không có khái niệm gióng hàng, đúng không? Mà xếp hàng thì phải từ 2 người đổ lên thì mới có khái niệm xếp hàng. Do đó thì thường là chúng ta sẽ phải chọn từ 2 đối tượng trở lên thì chúng ta mới thực hiện được cái lệnh này. Nhưng bây giờ chúng ta đang có 3 đối tượng, đúng không? Bây giờ tôi chọn cả 3 đối tượng này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gióng hàng nhé. Ví dụ bây giờ tôi muốn gióng tất cả các đối tượng này thẳng hàng về lề trái. Chúng ta sẽ có cách làm bằng lệnh, cách làm bằng bấm vào các biểu tượng. Cách làm bằng lệnh một cách chỉnh chu theo đúng quy trình thì chúng ta sẽ vào menu object. Trong menu object này thì các bạn có lệnh là align and distribute. Và nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một số các cái lệnh mà sẽ được liệt kê rất là rõ ràng. Align left, gióng hàng trái. Align right, gióng hàng phải. Align top, gióng hàng bằng đỉnh. Align bottom, gióng hàng bằng đáy. Align center, horizontally, sẽ gióng hàng bằng tâm theo chiều ngang. Và align center vertically, thì sẽ gióng hàng giữa theo chiều đứng. Bây giờ chúng ta có mấy phím tắt rất là rõ, đúng không? Left là L, right là R, top là T, bottom là B. Chỉ có hai cái này thì nó hơi trùng nhau, tại vì hai cái đều là center. Thì một cái sẽ chiếm chữ C là center rồi, thì cái còn lại sẽ phải thay thế bằng chữ E, là cái chữ kế tiếp trong cái chữ center đó. Thế đây, chúng ta sẽ gióng hàng theo phím tắt luôn. Cái này thì nên ghi nhớ nhanh, tại vì đây là cái thao tác mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều. Chúng ta nhấn phím L này, gióng hàng trái. Nào, thế thì bây giờ đang có một cái vấn đề đặt ra là thằng nào sẽ là thằng đứng im, trái là trái của cái gì? Tại vì trong một cái quá trình mà gióng hàng như thế này thì sẽ phải có một cái thằng nào đứng im để làm tiêu chứ, đúng không? Ví dụ như là các bạn nhớ lại là ngày bé mà các bạn đi học thì đầu tuần bao giờ cũng có cái vụ chào cờ, đúng không? Và tiêu lệnh để mà chúng ta sắp hàng lúc đứng chào cờ là gì đây? Nhìn trước thẳng, tức là thằng đằng sau thì nhìn vào thằng đứng trước mà giữ cho thẳng hàng. Và thằng đứng đầu hàng thì chẳng nhìn vào ai cả thì nó sẽ đứng im và tất cả sẽ gióng theo nó. Thế thì ở đây sẽ phải có một thằng đứng im và những thằng khác lấy trái hay phải hay giữa của nó để mà làm cái yêu cầu gióng theo. Thế thì chúng ta đang chọn 3 đối tượng, và bây giờ tôi nhấn L, left
thì tôi thấy là thằng Coban đứng im, trong khi đó thằng vàng và thằng đỏ chạy theo. Thế lý do gì mà nó lại chạy theo thằng Coban chứ không phải chạy theo thằng vàng hay thằng đỏ? Thì ở đây chúng ta phải xem lại cái cách thức chọn các đối tượng của Corel như thế nào. Như chúng ta đã nói là khi chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có hai phương pháp chọn. Một là chọn lần lượt từng đối tượng bằng cách là gì đây ạ? Chọn cái thứ nhất này giữ ship, chọn cái thứ hai giữ ship, chọn cái thứ ba giữ ship, chọn cái thứ N. Thì đấy là cách chọn từng cái một, chọn thêm vào bằng cách là giữ ship. Đó. Thế và cách thứ hai là gì đây? Tôi sẽ vẽ ra một marquee, vẽ ra một cái vùng chọn bao lấy những đối tượng mà chúng ta cần chọn. Thao tác này thì nó sẽ không phân biệt trước sau, mà khi tôi nhả chuột ra một cái là nó chọn tất cả các đối tượng này cùng một lần. Vậy thì cái việc chọn từng cái một với cái việc mà chọn cùng một lần nó có tác động tới cái thứ tự lựa chọn hay là cái ưu tiên ở trong cái phương pháp gióng hàng này hay không? Thì chúng ta thử xem nhé. Bây giờ tôi chọn kiểu tất cả này, gióng lại này là ok, vậy là thằng San Coban vẫn đứng im và trái của nó sẽ là chuẩn cho tất cả các đối tượng còn lại. Bây giờ Ctrl Z lùi lại một bước, tôi chọn lại này, chọn đỏ này, giữ ship, chọn vàng này, chọn xanh này, nhấn L thì nó vẫn gì đây ạ? Thằng Coban đứng im. Bây giờ tôi thử đảo lại, chọn xanh, chọn vàng, chọn đỏ, nhấn L thì lúc này thằng đỏ đứng im. À, chúng ta bắt đầu thấy sự khác biệt đúng không? Nếu thế thì chọn lại thêm một lần nữa, chọn xanh, chọn đỏ, chọn vàng, nhấn L thì lúc này thằng vàng đứng im. Như vậy là nó sẽ có hai cái sự lựa chọn khác nhau cho chúng ta khi mà chúng ta gióng hàng. Đó là gì? Xác định thứ tự chọn thì thằng nào được chọn cuối cùng thằng đấy sẽ đứng im và lấy trái phải trên dưới giữa của nó làm chuẩn cho các đối tượng còn lại gióng hàng theo. Còn nếu mà chúng ta chọn tất cả một lần thì sẽ có một thằng được ưu tiên và thằng đó có cái điều gì khiến nó được ưu tiên so với thằng khác. Đây, chúng ta sẽ đặt nó vào với nhau và chúng ta sẽ thấy nó là thằng nằm dưới cùng trong số các đối tượng được chọn. Đó. Và ưu tiên là gì? À, thằng này được tạo ra trước. Đó. Thằng này được tạo ra trước, vậy thì nó sẽ là cái thằng được ưu tiên so với những cái thằng mà ra sau nó. Đấy. Không nhất thiết là nó là cái thằng mà được tạo ra trước nhất nhé. Hoặc là nếu mà nói tạo ra trước nhất thì có lẽ là cũng không chính xác hoàn toàn trong trường hợp này, mà chúng ta sẽ nói một cách chính xác hơn, đó là thằng nào có tầng thứ thấp hơn trong số những thằng được chọn. Đấy, bởi vì ví dụ như là tôi vẽ ra một cái thằng như thế này chẳng hạn. Thằng này sẽ có cái tầng thấp nhất này. Và nó sẽ nằm thấp nhất trong tất cả các thằng. Nhưng mà ví dụ khi mà tôi chọn ba cái thằng này. Đó. Và tôi nhấn thì nó sẽ chỉ ưu tiên là cái thằng thấp nhất trong số những thằng được chọn thôi, chứ không phải là thấp nhất trong số toàn bộ các đối tượng. Và ví dụ như là trong thứ tự chọn lựa thì rõ ràng thằng này là thằng vừa được tạo ra sau cùng, nhưng vì là tôi chuyển nó xuống tầng dưới thì nó mới có tầng thấp nhất, chứ không có nghĩa rằng nó là cái thằng mà được tạo ra đầu tiên. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy có hai cách xử lý. Một là xác nhận thằng nào được chọn cuối cùng ở trong cái đám được chọn đó thì thằng đấy sẽ đứng yên, hoặc nó sẽ ưu tiên cho thằng nào mà có tầng thấp nhất trong số những cái thằng được chọn thì thằng đó sẽ đứng yên. Trái phải trên dưới thì cũng tương tự như vậy. Đây, right nhá, R. Đó. C này, center. Thì vẫn thằng này đứng yên thôi, đúng không? Ví dụ T thì nó đứng yên, hai thằng cao hơn sẽ hạ xuống để bằng đầu với nó. Đó. Hoặc là bây giờ tôi lấy thằng này, thằng này, thằng này. Bây giờ tôi nhấn B bottom thì thằng vàng ở cao hơn hạ xuống, thằng xanh ở thấp hơn nâng lên để cho bằng chân. Đấy. Thì đấy là cái quy tắc để mà chúng ta gióng hàng. Thế đến đây còn một thứ nữa chúng ta có thể làm. Các bạn vào xem trong menu này, Object, Align and Distribute. Thì ngoài cái việc là gióng giữa các đối tượng với nhau thì chúng ta còn một kiểu gióng nữa, đó là gióng vào cái trang giấy. Gióng với trang giấy.
riêng giống với trang giấy thì các bạn có thể chọn một đối tượng cũng được, không nhất thiết là nhiều đối tượng, tại vì bao giờ cũng sẽ có một thứ được coi là đứng im và một thứ sẽ dịch theo cái thứ đứng im đó. Thế thì đối với các đối tượng với nhau thì sẽ phải có từ hai thì mới có thằng đứng im và thằng chuyển. Thế còn khi mà chúng ta đã có trang giấy và đối tượng thì trang giấy luôn đứng im rồi, thì chúng ta chỉ cần là chọn một đối tượng thôi là chúng ta cũng đã có thể là thực hiện lệnh này rồi. Ví dụ tôi chọn thằng Senkoban, đúng không? Object order align, đúng không? Bây giờ tôi có thể nhấn lệnh center to page chẳng hạn, thì nó sẽ ở bất kỳ vị trí nào, có thể ở trong hay ở ngoài, ở trên hay ở dưới so với trang giấy, thì nó bấm vào đây, nó sẽ tự động nhảy về đúng cái vị trí, đúng tâm của trang giấy. Nếu tôi đặt nó ở một vị trí nào đó và tôi nhấn lệnh center to page horizontally, thì tôi bấm vào đây, nó ở bất kỳ vị trí nào nó cũng sẽ dịch cho tới khi nào nó về nằm đúng trục giữa thẳng đứng của trang giấy thì nó dừng. Thế còn trường hợp center to page vertically thì nó ở đâu không biết, kiểu gì nó cũng sẽ hoặc là dịch lên hoặc dịch xuống cho tới khi nào nó nằm đúng trục ngang của trang giấy thì thôi. Thì đấy là gióng hàng. Nhưng ngoài gióng hàng ra thì chúng ta còn có một cái lệnh nữa là lệnh distribute, phân chia khoảng cách giữa các đối tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem như sau. Ví dụ bây giờ tôi có mấy cái đối tượng như thế này và tôi có thể phân chia lại như sau. Chọn tất cả vào object, vào align and distribute. Thì phần align thì được ưu tiên là đặt trước, còn muốn truy vào distribute thì chúng ta sẽ phải bấm vào lệnh này. Nó sẽ mở ra bảng lệnh và lúc này thì chúng ta sẽ thấy một số các cái tùy chọn. Ví dụ như là tôi muốn chia đều khoảng cách giữa các đối tượng thì ở đây nó cho cung cấp cho chúng ta vài cái tùy chọn rất là cụ thể. Ví dụ từ lề bên trái của đối tượng thứ nhất sang đến lề trái của đối tượng thứ hai thì sẽ bằng khoảng cách từ lề trái đối tượng thứ hai sang đến lề trái đối tượng thứ ba. Đây ví dụ bấm này. Thì chúng ta sẽ có gì đây? Đây, lề trái này, lề trái bằng nhau. Bây giờ thử nhá, kéo này. Đấy, chúng ta sẽ cho nó bật lại. Muốn cho nó bám thì đây, tôi có thể chọn snap to. Snap to object chẳng hạn thì cái gai này nó kéo đến nó chạm vào cái hoặc là gần đến cái đối tượng là nó sẽ tự động nó bám vào. Đấy, tự hút dính vào. Đấy, và bây giờ tôi kiểm tra này, thử nhá. Đây, có bằng không? Nhắc ra nhá, bằng, đúng không? Tương tự như thế, trên, dưới, hoặc là nó sẽ có những cái gì đây ạ? Từ giữa của thằng nọ đến giữa của thằng kia thì bằng từ giữa của thằng thứ hai sang giữa của thằng thứ ba. Đấy, đại loại thì phân chia khoảng cách và gióng hàng thì chúng ta có mấy cái cách thức như thế, nó cũng sẽ giúp chúng ta là sắp xếp các đối tượng một cách là tương đối là dễ dàng. Thế đến đây thì chúng ta đã giới thiệu nhanh xong được cái khái niệm là gióng hàng các đối tượng với nhau, gióng hàng đối tượng với lại trang giấy và chia khoảng cách giữa các đối tượng với nhau. Và kể cả thích là chia theo trang giấy cũng được. Chia theo trang giấy, nếu mà chọn cả trang giấy nữa thì nó sẽ phân chia là từ đỉnh xuống đến đáy, từ trái sang phải thì nó cũng sẽ chia các khoảng đều nằm trong trang giấy. Các bạn có thể tự mình xem một chút là các bạn có thể nắm được ngay, tại vì các biểu tượng của nó rất là rõ ràng. Thế thì bây giờ đến phần tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một khái niệm nữa là khái niệm cắt hàng đối tượng. Để làm gì? Để từ những cái hình rất là cơ bản như chúng ta đã trao đổi, chúng ta mới làm quen với 5 đối tượng, dạng đối tượng cơ bản thôi. Hình chữ nhật này, hình ellipse này, hình đa giác này, hình ngôi sao và complex star. Thì đấy là những cái đối tượng hết sức là cơ bản. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là kết hợp chúng nó, dùng thằng nọ hàng vào thằng kia, dùng thằng nọ cắt với thằng kia, dùng thằng nọ giao với thằng kia, để từ những đối tượng cơ bản này chúng ta có thể tạo ra được những hình phức tạp hơn và những hình chưa có. Đó.